Bất ngờ khi có một người phụ nữ xuất hiện tại nhà của bà cụ 102 tuổi và tự xưng là con dâu của bà cụ, khiến cho bà cụ xanh cả mặt mày. Có con. Con không có nói gì tới con cái gì trong Không ai nhà nói của con hết trơn á. Thấy bà cụ có đi ở ngoài thì à, vậy coi à. Kỹ lại cái clip là đi, có ai có nói là gì không? Cái đâu có gì Đây đâu là tôi giúp mà. cho có nhà nè. Hả? Vậy à, cho cái nhà được rồi. Hả? Ai nói ai là người nói tôi gì đâu mà con nói này. Con nói con gái bỏ bê gì đâu. Ở đây con cái này gì đây? Bữa con ra đây con nói con không biết nữa. Mà giờ cô nói là con bữa là lần đầu quay đời vậy là cô đó ngày đầu phải không? Bữa con xuống đây con gặp con quay gặp cô có gàn nữa mà cô vô về cô nói vậy. Thôi kệ con ơi. Cái thì đó thì cô đó con nói con không biết nhưng mà con nói cái gì á nói cái gì con nói cái gì con thì bà nội nói mà đâu phải tụi con nói Xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh của Thành Lợi TV. Thì mấy ngày qua lại có đăng tải chia sẻ về clip của bà cụ 102 tuổi ở Vĩnh Long. Thì những ngày đầu thì bà cụ có chia sẻ là bà cụ không có con cái. Nhưng những cái clip sau á thì lại có đi xác minh hỏi địa phương và có hỏi lại bà cụ là bà cụ có xác nhận lại là bà có nhiều người con nhưng không rõ nguyên nhân gì mà bà cụ lại ở mình ên ở trong cái căn chòi mục nát khi bà cụ phải lặn lội hàng chục cây số mỗi ngày để tìm kiếm từng đồng từng cắc để lo cho bản thân. À, thì sau khi đăng tải lên thì bà cụ cũng có rất nhiều anh chị cô chú thương đã hỗ trợ cho bà cụ sửa lại cái căn chòi. Thì bây giờ lại mời cả nhà cùng theo lại để gặp trực tiếp bà cụ nha. Cảm ơn bà. Cáo Trang đây bà cụ. Cáo Trang ở đây. Đó. Mới ra nghề, mới ra có chút xíu bị nó hốt vô rồi. À, để đi bà cụ, giờ mình đi vô tham quan nhà mới nha. Về nhà sao? Ba, để con cho uống nước ở đây. Về vô nhà mới nha. Rồi. Con cháu hứa con cháu từng chưa được từng mới 2 ngày là bắt đầu đi ra rồi. Chào luôn, chào giúp em luôn. Hết trái cải. Bắt gặp bà cụ hết trái cải. Rồi sao? Ngoại hứa với con ngoại hứa với nói giờ ngoại không? Đây nè, mua bút đèn cho bà nè. Mua đèn đuốc nè, con hôm qua chưa khui nữa kìa. Giờ vô nhà khui nè. Về nhà khui quà rồi đủ thứ hết. Giờ đi ha. Mà hứa với con cháu bà nghỉ ngơi từng. Hứa rõ rồi. Đâu có đèn đâu. Hả? Đâu? Bây giờ nè, bây giờ khoe đây, sáng giờ đi được nhiêu rồi nè, tao khoe coi, đi nhiêu rồi. Mới ra thấy là đưa 5 ngàn thấy rồi, hết chứ gãy rồi. 10 ngàn. Mới ra. Này có bóp xịn quá ha. Đó, bóp xịn luôn. Ta cho. Đâu nhiêu tiền? Nè, hồi sáng giờ anh nghe ý, ủa cái tiền cũ mà cho đó hết trơn ta. Cậu có 5 ngàn vậy? Cái kia. Không có nhiêu vậy à? Hết rồi, có cỡ hơn ba mấy ngàn rồi. Hết rồi không? Ba mấy ngàn. Không có đi cái hồi ta nói bây giờ. Không vừa đi là thấy lại sập cái cây là thấy cho 10 ngàn thấy từ xa rồi. Hết cho cãi luôn. Đó 10 ngàn con cầm kìa. Con cầm 10 ngàn ta nè. Vậy là được ba mấy 40 ngàn. Rồi ngoại cất đi giờ vô nhà nè. Vô nhà ngoại ơi. Dạ chiều hết rồi. Vô nhà nè, đi vô nhà nè, ngoại đi trước đi. Đi bộ hay sao anh em? Đi bộ. Đi dẫn bà cụ về giờ về vô nhà nè, chuẩn bị đi ăn tân gia nhà mới nha. Bà cụ thấy này gì chưa? Thấy trên vai con không? Có thù. À, cái này kìa, có anh chị ở Thủ Đức tặng cho bà. Chị Nhàn nha, chị Nhàn. Bác sĩ ở bệnh viện Thủ Đức. Để chút thì cảm ơn khui cho bà coi nha. Hôm nay cũng có một số chị, có chị Mai ở có chị Mai Quỳnh gửi cho bà là số tiền là 400 ngàn để cho bà sửa nhà. Qua nhà rồi con vô trống cập nhật cho mấy chị này xem. Cây dép quyền thoại nè, con lét nè. Đi mệt không? Đang đòi dép vậy nè, cái mệt không? Không là dư rồi đó. Không mệt hả? Đây là chị ra chở lại gì bà? Đây là chị ra chở lại gì?
đi ra ngoài quê quê cho tao bán vậy đó con. Vậy hả? Đó, hồi nãy con thấy không? Con thấy quê quê thấy được 10.000 đây. À đó vậy à. Quê quê vậy, mua hết, mua hết, mua hết. Bán quê quê để cho tao bán. Nhỏ xíu rồi làm chút xíu là xong rồi chưa được nửa ngày đó. Vậy đó con. Ừ, ba cái cửa chứ nhiều, con có dít cũng làm được á. Rồi, đi vô này đi, anh vô đi. Đây này có đồ, tặng đồ, biết đồ gì đây nè. Quà của khán giả tặng bà cụ nha. Anh chị tặng thương ta cho đồ. Ở cảnh, ở cảnh ra cho cụ quá. Có đồ mặt mới, đồ mới luôn. Bỏ tí hồi khui thùng con cũng chưa biết đồ gì nữa. Thì không biết tắt. Chưa biết nãy. Bây giờ hôm bữa là đã nói không mua dép để không cho đi, mà giờ dép vẫn đi. Vẫn mang đi nè, dép không lét nè. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Thầy cho con à, con ơi, cụ không phải đâu. Cái chứ không nói gì. Con cái đâu? Có đâu không? Con tôi hả, ở thành phố nó về hả, nó quay ấy nó nói tôi mới biết á. Cô là gì sao cô bà? Cô là dâu bả. Dâu hả? Ừ. Cô có coi mấy clip sao chưa? Cô không có coi gì hết, cô không có được. Phải coi mới được. Coi mới được chứ. Cho bả ở nhà này chứ gì đâu mà. Con nói con xin phép gió gì đây nghe con nói là quay bà cụ nó không có con, tao quay nó có con mà không lo chứ nó không có con đâu. Có con con không có nói gì tới con cái gì không, ai nói chứ con hết trơn á. Thấy bà cụ có đi ở ngoài thì à, vậy coi kỹ lại cái clip đi, có ai có nói là gì không, cái đâu có gì đâu mà giúp cho có nhà nè. Hả, vậy cho cái nhà được rồi. Hả? Ai nói, ai là người nói, tôi gì đâu con nói rồi. Con nói là có con, con bỏ bê thì cô nói con đâu có nói gì cô đâu. Rồi đồ đạc của bà hôm bữa chưa mua quá trời đâu nữa. Giúp cho bà có con trò thôi chứ hôm nay con nghe có nghe cái clip nào mà con nói con cái bỏ bê gì đâu. Hôm nay con tôi chở nó coi điện thoại rồi nó điện hỏi gì sao mà hả mẹ ở dưới này mà để cho bà nội có quay vậy. Là sao bà nội quay là quay bây giờ ta giúp cho mẹ không? Tao quên giúp chị nè. Cái này gì đây? Con quay con có trình báo địa phương mà. Có trình báo địa phương tôi đâu biết con. Bữa con ra đây con gặp cô biết bà cụ này không? Cô còn nói cô không biết nữa. Mà giờ cô nói là hôm bữa là lần đầu quay đời vậy là cô đó ngày đầu phải không? Bữa con xuống đây con gặp cô. Con quay gặp con cô có gàn nữa mà cô vô về cô nói vậy. Thôi kệ con ơi. Kệ. Thì đó, cô đó. Con nói con không biết. Nhưng mà con nói cái gì á, nói cái gì con, tụi con nói cái gì con. Thì bà nội nói mà đâu phải tụi con nói. Thì tôi nói nha, bà nội nói. Nhưng mà không có coi tôi nữa nha. Cô nói cái gì thì con nói chứ. Nhưng mà tại cô không có coi mấy clip sau á, clip sau bà cũng có nói rồi, bà không muốn nhắc với con. Bà nói có con nhưng mà bà không muốn nhắc. Rồi cái chuyện bà trúng số có gì đó con cũng nghe nói, con cũng biết hết rồi chứ phải con không biết. Đó, mấy cái lúc sau bà cũng có con nói là có con đàng hoàng nhưng mà cho không nhắc tới con về thôi. Tự biết. Thôi tự mình biết thật không à. Cái nhìn là biết rồi chứ. Bà thôi chứ cũng con đâu có muốn. Con nói thật với cô á, trong clip còn có nhiều thứ mà con không muốn đăng lên, con cắt hết trơn và con nói bà đừng nhắc tới con nữa. Để mất công rồi con cái rồi ra rồi làm phiền bà nữa. Bà không nhắc luôn. Bà ngồi xuống đi bà. Đó thì hôm nay là có cô là con dâu của bà thì tụi con nói vậy đó. Thì giúp bà có cái chòi thôi, còn cái chuyện là con cái trong gia đình thì con đâu có nói tới đâu. Rồi cái vụ ủa đồ đạc con cho ngày hôm qua kia rồi đâu chân nữa rồi. Hả? Đồ của bà tôi mà mạnh không cho bà đồ đâu. Đồ luôn rồi nó mất tiêu nữa rồi. À, đồ bận á hả? Đồ uống sữa, sùng bánh trái của bà đâu? Để trong cái áo đâu. Đâu? Bữa ăn mua nhiều lắm nha. Mua sữa rồi quá trời luôn, là hôm trước thì Mạnh Thường Quân đi xe xuống đây cho, rồi giờ nay là đâu nữa rồi? Được nè. Bà có dọn đâu không? Không, nội đây à. Ờ. Thôi. À, vậy là có người giúp giùm. Có cô cắt rồi. Cắt rồi thôi cô ơi. Thôi. Cô cắt thì thôi đi để. Cắt giùm thì thôi đi. Trời ơi bà nói có. Thôi vô đây bà cụ, ý là bà cụ không muốn nhắc mà còn có ấy nữa không? Hôm nay nói chung cũng vui cho bà cụ.
ngồi xuống đi ngoại, cái nhà này á mấy ảnh nịch lại hết trơn nha, rồi lắm rồi, lập tôn ở phía trên phần trên. Dạ bà ngồi, ngồi bà ngoại ngồi võng đi. Cái này là ở trong thì vẫn giữ nguyên hiện trạng, là giữ nguyên cho nó mát đó, cho nó mát. Còn ở ngoài là ốp ốp tôn hết ở rồi. Ngoài là đây là làm tôn lại nè, ảnh nịch nè. Ha, cái nào rồi dạ, làm ngon lành chưa? Có nghĩa là ở đá cái sườn trong vẫn bình thường nhưng mà trồng lịch ton lên, lịch ton rồi ấy toilet là cho bà ngửa. Nãy giờ em đẹp rồi, gắn hai cửa phải không? Gắn ba cái luôn hả? Bây giờ có làm thuốc cho cụ dễ dàng. Cái cửa trước nè, giờ giờ cụ ngồi xuống đây con nói chuyện với cụ chút xíu. Cái, ra ngoài này cần ngồi đi, ngồi để lấy ghế đi. Cái này thì bà ngoại lớn tuổi rồi, không cần dừng gì đâu. Vậy là được rồi, vậy là đẹp rồi. Vui lắm bà ngoại. Còn dư hai tấm tôn này là nè cụ, làm cửa. Ngồi xuống chút xíu thì con nói chuyện bà chút xíu ha, để cho người ta hiểu. Đó, thì hôm trước á, tụi con xuống quay bà cụ thì bà cụ nói không có con là gì, sao mà bà phải giấu vậy bà cụ? Không không, ý con hỏi á. Đây là có thằng đó. Hôm trước đầu tiên nó không có con đó thì có nhưng mà lúc sau bà cụ có nói vài cái vấn đề cho nên là anh em mới kêu nói đừng có nhắc đến những người đó mất công phiền phức. Thì không biết là mấy hồi nãy thì mình mới gặp đó là dâu của bà cụ thì mới có nói là cái thằng số ba con cổ điện về gì đó là cháu bà cụ nè, nói là tại sao mà cụ có con rồi sao giấu như vậy. Đó không phải là giấu mà bà cụ, nói chung anh chị em nào con bà cụ á, thật sự thương bà cụ á, thì đừng có ngại khi mà tụi em lên cái nói là tại sao không xác minh. Mình đã xác minh rồi cho nên mình không muốn động tới anh chị không? Đó thì anh chị nhột thì anh chị do anh chị thôi thì bây giờ làm như thế nào mà để cho người dân nước lã mà người ta giúp cho bà cụ như thế này thì nên chung, vui đi. Nói chung như thế này thì thấy cái hoàn cảnh của bà cụ là quá con ơi. Thì mấy người dân vòng vòng người ta chia sẻ thì mình cũng không có trước mắt, lúc đầu mình xuống thì nghe bà cụ chia sẻ đó thì mình cũng không có biết như thế nào đó. Thì thấy hoàn cảnh của bà cụ ở trong căn chòi như vậy đó thì thấy thương. Rồi chia sẻ lên á thì anh chị sẽ thương thì muốn giúp đỡ cho bà cái chòi thôi. Thì lần thứ lần sau xuống á thì mới xác minh. Rồi hỏi địa phương ở đây để mình làm được cái chòi hay không. Thì ở đây là người ta cũng chia sẻ cái chòi này á, đất á là của người khác chứ không phải là của bà. Rồi bà thì cũng có con có cháu và bà hồi xưa cũng có trúng số hai tờ giấy số. Bà có xác nhận đúng không? Bà xác nhận đúng hay bà không? Bà cũng có tiền. Nhưng mà bây giờ thì cuộc sống bà như thế nào mình không biết, thì bà thích ở trong căn chòi vậy. Thì thấy căn chòi của bà dột nát quá. Thì ở đây là theo như cái ước nguyện của bà thì tôi cũng chia sẻ thì tôi cũng sửa lại cho bà thôi. Còn con cháu bà thì thương yêu bà, còn cho bà ăn uống thì tụi con đâu có biết, tại tụi con cũng đâu có ở đây hoài với bà. Đó thì chỉ giúp được cho bà căn chòi với là một số những vật dụng thôi đó. Dạ hôm bữa mình cũng có nói anh em cũng có mua quà cho bà rồi thì nó có gì thì để cho bà ăn uống đi, đừng có cất dẹp cái gì hết trơn á, để cho bà. Nói chung là cất dẹp cũng được nhưng mà đem lên cho bà ăn là được rồi, còn mình thì ở đây hoài. Cái đường đi đó con mày lấy cho bà mới mốt làm cửa rồi, mày xin còn cho tiền bà nữa. Thật sự người ta còn thấy thương mà ai mà cất dẹp cũng được đi, để cho bà ăn được rồi. Tại vì nói chung là các anh em đây thì không có chăm sóc cho bà hoài, có con có cháu thì đó là đùm bọc cho bà, đó là cái điều vui cho bà thôi. Con thì cũng không có nói đụng chạm gì gia đình hết đó. Các anh các chị rồi đó, các con cháu gì của bà đó khi mà xem được thì cũng hiểu cho tụi em. Hôm nay cũng không có nói gì gia đình hết, là chỉ chia sẻ cái câu chuyện hoàn cảnh của bà cụ. Bà cụ đi ngoài chợ ai cũng biết đó. Thật sự nè anh chị, có cha có mẹ mà ăn được như này mình lo bữa cơm không tới đâu đâu, tại sao mà bà cụ phải hàng ngày đi như vậy? Thì bây giờ nếu các anh chị lo tốt thì bà cụ cần gì phải đi ra ngoài chợ xin làm gì? Bà cụ có nói nhưng mà tụi em không muốn đạm chạm anh chị thôi. Hôm nay nói để cho hiểu luôn một lần, nên cho ăn bữa hôm có một chén cơm, miếng cá chứ gì. Chứ bây giờ bà cụ như thế này thì ăn bao nhiêu tiền, một ngày 30 ngàn chưa hết. Rồi bây giờ con nói với ngoại nè, ngoại kể cho tụi con nghe rõ là ngoại có bao nhiêu người con. Chính xác bà ngoại. Ngoại có bao nhiêu người con? Thằng này thứ ba. Rồi bao nhiêu người nữa? Tổng cộng có nhiêu người? Tổng cộng là bao nhiêu người? Còn ở trên thằng Kẹm, kia thằng Lâu, chị trẻ nam. Năm người hả ngoại? Rồi cháu là cũng đầy đủ hết ha. Nhớ tên cháu hết không? Bà nhớ tên những đứa cháu của bà hết không?
có mình chi ở cái này á. Còn những đứa cháu kia thành phố rồi bà không nhớ hả? Không có. À, có. Sao hồi nãy cô nói có đứa cháu ở thành phố điện về là một phố điện về. Nói không lo cho bà nội. Dâu bà, phải mình dâu bà. Thôi thì nói chung là hôm nay thì xuống đây là vui với bà thôi. Bây giờ chứ con lại con không có con muốn con cái vậy rồi 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 vui vui cho ngoại thôi. Rồi bây giờ thôi kết thúc cái đó đi. Giờ đem quà khui cho ngoại đi. Khui quà cho ngoại nghe. Kết thúc cái vấn đề đó ha. Nói chung anh chị nào mà có như vậy thì tụi em cũng muốn nhắc đến vấn đề đó. Rồi bây giờ để cho bà ngoại vui nè. Bây giờ có một số anh chị cũng có gửi quà đồ đạc một cái thùng xuống cho bà cụ. Bây giờ mình lấy ra mình khui cho bà luôn ha. Chút xíu thì rồi mình khui cho bà luôn. Rồi để cho bà vui ha. Bây giờ nói chung vui. Giờ vậy thì con ơi. Nói chung á là có một số anh chị hỏi muốn cho tiền cho bà thì mình cũng có nói thẳng luôn. Bà cụ lớn tuổi rồi, chỉ cần ăn uống thực tế, mua đồ ăn thực tế thôi chứ bà không có cho tiền được, tại vì mở một mình à. Còn cho tiền thì cũng buổi sáng buổi chiều thì không biết nó biến đi đâu. Thì mình cũng nói sâu về cái vấn đề đó ha. Vậy thôi con. Vậy thôi. Chứ còn không nói sâu nữa. Ai tự hiểu sao hiểu. Người làm trời nhìn thôi. Nha các nha nha ngoài. Khổ lắm con ơi. Bây giờ thí dụ ăn nè, ăn thì khổ ngoài. Lắm con. Giờ sao ha. Thôi vậy vậy ha. Vậy con vậy à, con thương cụ vậy à. Rồi giờ vui rồi. Cảm nghĩ chứ đi. Cảm nghĩ hôm nay là là bà cụ nhà ngon lành như thế này. Dạ. Ước mơ của ngoại đó. Hết lo rồi đó. Hết lo dột ha. Hết lo dột. Tại vì làm vẫn giữ cái phong cũ để cho nó mát. Lá ở trên ton thì nó không có lò dột. Rồi tô lét thì vậy là quá ok rồi ha. Vậy là ngoan nguyện chưa? Vậy chỉ có một cái là tại vì đất ở đây thì của bà chủ nên mình không có cán xin ăn được. Tại bà chủ bà cho vậy là quá ok phải không? Cho vậy là tại vì người ta nói là cán không được phải không? Cán cho ở gì được. Cho ở tại vì nhiều người ta cần cho con. Ta cần đất á thì người ta sẽ kiên cố không được. Lấy là kiên cố quá thì không được, cho nên là làm vậy là không có còn dột, không có còn tạc nữa là cũng mừng cho bà rồi. Bữa nay tụi con xuống mua đèn nè cho bà nữa đây. Có đèn được. Có đèn, có đồ. Thấy rồi nghe, chứ không cũng không có thấy rồi đó con ơi. Bị đèn phải giờ cho bà ra toilet được nha. Cái đèn ra toilet. Kêu hồi kêu mấy chú thợ giờ ra toilet. Giờ ra toilet đi. Giờ đi. Cho sáng cho dễ đi đúng không? Không, không còn được. Dạ. Khổ lắm. Cũng cứ hết cụ rồi. Dạ. Không, rồi có gì em gọi lại anh sao nha, em đang bị. Ủa sao cô kinh lên chi, cất cho bà để dưới đi. Rồi tại vì bà sợ là bà đi ngang nít đó, nó lấy đồ thôi. Một hồi nữa là bên thợ người ta sẽ làm ba cái cửa luôn. Làm cửa là làm cửa nữa cho bà là xong rồi. Vậy cắt. Thằng cụ có đi đâu bà được như vậy rồi thôi giúp cho bà thôi vậy rồi đi đâu phá chốt rồi không sợ vô lấy đâu cũng đâu có, đâu có ai lấy gì của cụ đâu cho không hết nữa đó con để giúp đỡ cho dạ 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 không đó, một đó, thấy không? Đúng rồi, thấy không? Rồi, thấy chưa? Hay em đông bằng. Đông bằng. Dẫn bà cụ đi nghiệm thu cái nhà mới nha. Bà dẫn đi giới thiệu nhà đi chứ. Đâu sao đâu đi đằng kia coi. Lộ ơi, ra lộ luôn. Ra lộ ha. Sao vậy ha? Mới làm hai cái cửa. Bà tự cho bà nha. Mới làm luôn á. Mới làm cửa luôn. Cái phố đâu ta? Không có rồi, đây nhà của bà cụ nghe. Rồi đi giờ ốp tôn. Nay quá trời nhà đẹp rồi, sắp lại quá trời. Chỉ vô coi. Coi. Đâu nhà mới đẹp đâu. Rồi. Chỗ đi. Giỏ đi. Giờ mừng nhà mới cho giờ tôi giỏ quay lại nè. Nó hay không? Nè, nè. Bây giờ có chạy không? Dạ. Dễ gì dạ. Dạ. Cô Mười ơi. Dạ. Cô Mười. Bơi làm mấy cái nhóm đó. Dạ, dạ, dạ. Cô gỗ. Dạ, dạ, dạ. Tụi em cũng thấy hồi nãy thấy đi ngoài chợ này kia nữa. Dạ, dạ. Tô lét tao cũng làm hết nghe. Được, giúp. Mày giúp Hồng Lo. Ok. Ok luôn. Cái gì khác quá trời luôn nha. Dạ. Đâu? Thưa không? Hả? Mãi rồi. Con nó đẹp ghê ha. Đẹp ghê luôn. Cái thằng tôi đẹp ghê ha. Đẹp ha. Đẹp á. Đó giờ mới thấy ha ngoại ha. Đó. Ngon lành chưa, mơ ước của ngoại. Dạ. Ngon lành chưa? Ngon ha. Ngon lành rồi đó. Được. Thương không?
Rồi mở cửa vô mời khách vô nhà luôn nè. Mở cửa vô mời khách luôn. Mở cửa nè. Ừ. À, ngoài đứng trong bếp ngoài á. Rồi đi luôn. Nói với là thường thường. Rồi đi bắp cũng khổ luôn luôn vậy đi. Đúng không? Tại lại thấy không có sườn á, sợ. Không có đi mà cắt heo cái vậy thì cũng được rồi. Giờ về cũng được. Nhưng mà làm sống khỏe thân nhờ. Đúng rồi. Bởi vậy một lần nữa. Đừng quên. Bữa nào? Bữa nào? Thiệt cái thợ tao chứ tao mà. Mày tao biết. Tao biết rồi. Tao mướn ông gì đâu. Làm sao đẹp cho mà qua được nha. Không kìa. Tôi nói vậy đó là cũng như là một